thì nói chung là vẫn cứ tất cả là tôi vẫn cứ chiều được các bà vợ. Thế trên đời nói chung là người ta phải yêu nhau thì là phải suy nghĩ mà quý nhau đồng tiền. Mà không có cái đấy nói thẳng ra vợ thủ con mình có vợ đẹp đến mấy chăng nữa nhưng mà cái sức khỏe không đáp ứng được thì nó cũng bỏ đi. Giờ là nhiều vợ thì các cô cũng đã biết rồi. Thế thì phải sử dụng cái đấy chứ không có sao. Cái đấy là dược thảo chứ không phải là thuốc tây. Cho nên là rất tốt. Thế thì tôi cũng khuyến cáo ra tất cả các anh em nào một vợ và một chồng. Nếu mà tâm và sinh lý vì cái chuyện chăn gối mà không đáp ứng được cho vợ thì tôi cũng nên là khuyên là nên mua cái dược liệu Trường Xuân Vương này để mà sử dụng thì cũng là để đảm bảo cho vấn đề về cái hạnh phúc. Thì người ta nói là yêu nhau thì về vấn đề về sinh lý nhưng mà quý nhau về đồng tiền, mà các ông có vợ dù là đẹp đến mấy chăng nữa hoặc là xấu đến mấy chăng nữa nhưng mà ông không đáp ứng được vấn đề sinh lý cho người ta thì người ta cũng phải đi. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua. Lâu rồi và ngày hôm nay con phải đích thân tới đây để lắng nghe chú chia sẻ xem là có đúng như vậy không. Thì chắc bây giờ chú cháu mình sẽ vào nhà ngồi uống nước rồi mình sẽ nói được nhiều chuyện hơn chú nhỉ. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Em ngồi bàn này chứ phải không? Dạ vâng ạ. Đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy xưa nay hiếm, nhưng ông Dương Văn Chuốt sinh năm 1949 vẫn đi lại phăm phăm, giọng nói sang sảng, xuất khẩu thành thơ và cực kỳ thành thạo internet. Chuyện đặc biệt với ông có lẽ bởi ông có số đào hoa và lấy rất nhiều vợ. Dạ con chào chú ạ. Chú ơi, ngày hôm nay khi mà tới đây thì con đang rất là thắc mắc về chú. Thì trước hết chú hãy giới thiệu một chút về bản thân đi chú. Tên tôi là Dương Văn Chuốt. Năm nay là 72 tuổi. Nghề nghiệp của tôi là nghề nghiệp làm ruộng, mà chế tạo về cơ khí. Ai bảo cái gì thì làm cái đấy. Nói chung là tất cả về bất động sản, cái gì tôi cũng làm. Giáo viên lái xe, ai nhờ cái gì thì làm cái đấy. Vâng ạ, con cảm ơn chú. Và khi mà tới đây thì như con nói đấy, con đang rất là thắc mắc, không biết là cái thông tin mà mọi người đồn thổi trên mạng là chú là một người đàn ông mà có nhiều vợ con nhất Việt Nam, khi mà có tới 27 người con và 10 bà vợ, thì thông tin này có chính xác không chú? Không, nói chung là nó phải là chính xác, phải có mới nói được. Thế mà bởi vì tôi nói chung là tất cả là đi 11 vợ, mà 30 đứa con, 18 đứa con trai, trong đó có một đứa con nuôi, mới này 12 đứa con gái, là tổng cộng là đi 30 đứa. Wow, như vậy là 11 người vợ và 30 người con. Thì với cháu hỏi thật là đông vợ đông con như thế thì chú có nhớ hết mặt của từng bà và từng người con của mình không? Không, con thì báo cáo là tôi thì tôi nhớ. Tôi nhớ toàn bộ là coi như là vợ và con tôi nhớ hết. Thế mà vợ trẻ nhất thì sinh năm 98. Nó vừa mới sinh ba, nó ở trong thành phố Hội An. Như vậy là vợ trẻ nhất sinh năm 98. 98. Thưa bầy, con hỏi chú một câu thật lòng này. Vâng. Là trong 11 bà vợ của chú đi. Vâng. Thì chú yêu quý bà nào? Bà nào nhất? Chợ như nhau hết toàn bộ. À, tất cả đều là công bằng. Toàn bộ là giống nhau. Chứ cũng chả có bao giờ là tôi coi cái bà này hơn bà kia. Chú ơi, có một cái điều này nó rất là tế nhị nhá. Cái này là con xin phép rồi con mới hỏi đó. Đó là cái việc mà chú có tới 11 bà vợ. Thì chuyện chăn gối của mình như thế nào và chú có bí quyết gì hay không ạ? Cái bí quyết này thì nói chung là tôi biết cái ông Nguyễn Hữu Trọng này, cách đây là hơn 10 năm rồi. Là lý do là thực tế là tôi xem ở trong mạng. Thì thấy ông ấy lấy vợ kém ông ấy là 52 tuổi. Thế tôi mới tìm hiểu ra thì ông ấy là 83 tuổi. Thế mà ông 83 tuổi này lấy làm cái gì? Thế nên còn tôi lại đọc nướt lại này, thấy vẫn ông ấy chọn bà Thoan lấy nhau thì lại đẻ được đứa con gái đầu tiên, ông ấy là 83. Năm bây giờ là ông ấy 83 tuổi. Thế là đâu vào khoảng 3 hay là 4 năm gì đó thì ông lại sinh tiếp được một người con trai nữa. Thế mà lý do thì ông này rất là nhiều tuổi mà ông vẫn cứ thể này sinh sản là con cái thì ông nhờ về cái gì? Thế nên tôi mới thấy là thắc mắc ở chỗ đấy, tôi mới tìm hiểu. Thế hóa ra như thế là ông ấy ra một cái dược liệu như thế này là Trường Xuân Vương. Thế tôi bảo thế thì thử cho là tôi thì nói chung là con cái thì đầy đủ rồi, nhưng mà sinh lý lúc bây giờ là yếu vì là tuổi nó lớn mà. Thế thì tôi mới tìm hiểu ra thì thấy ra là ông ấy sử dụng cái sản phẩm là Trường Xuân Vương. Cái sản phẩm này thì chính ông Nguyễn Hữu Trọng là ông ấy tự chế ra. Thế cho nên là tôi mới tin tưởng là tôi thế là từng cứ thế là từ mua và từ sử dụng. Thế mà từ khi sử dụng cái Trường Xuân Vương của ông Trọng thì tôi thấy là nó rất tốt. Nói chung là vẫn cứ tất cả là tôi vẫn cứ chiều được các bà vợ.
Thế trên đời nó chung với nàng người ta bảo yêu nhau thì là vì sinh lý mà quý nhau đồng tiền. Mà không có cái đấy nói thẳng ra vợ thủ con mình có vợ đẹp đến mấy chăng nữa nhưng mà cái sức khỏe không đáp ứng được thì nó cũng bỏ đi. Dạ vâng ạ. Nó cũng bỏ, nó chẳng thấy đó, nó chờ đâu. Đấy vâng đó. Nên tôi nói rất thật mà. Thế bây giờ chú có thể cho cháu xem và cho quý vị xem cái sản phẩm là người bạn đồng hành cùng với chú được không ạ? Đây tôi lấy. Thưa quý vị, Thanh Tâm xin chia sẻ thêm với quý vị đó là chú Dương Văn Chuốt thì năm nay đã là 70 tuổi rồi. Cái tuổi thất thập cổ lai hy xưa nay hiếm mà chú vẫn có thể giữ được phong độ như thế. Và việc mà có 11 bà vợ và có thể cân bằng được sức khỏe để có thể gọi là chiều lòng một chút cho các bà thì thực sự là một điều rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì chú đang lấy một sản phẩm và Thanh Tâm gọi đó là một người bạn đồng hành với chú. Và chúng ta hãy cùng chờ xem sản phẩm Trường Xuân Vương mà chú sử dụng mang lại hiệu quả như thế nào quý vị nhé. Đây là sản phẩm Trường Xuân Vương mà chú nói đúng không ạ? Vâng, đây là sản phẩm của Trường Xuân Vương của ông Nguyễn Hữu Trọng đây. Chú ơi, vậy thì sau một thời gian mà chú sử dụng sản phẩm Trường Xuân Vương này đó chú, thì chú cảm nhận như thế nào về sản phẩm? Cái sản phẩm Trường Xuân Vương này, từ khi tôi sử dụng thì tôi thấy sức khỏe rất tốt. Chúng là ngủ tốt, mà về bên sự đầy sinh lý cũng rất tốt. Thì so với cái sản phẩm khác thì tôi thấy nó tốt rất nhiều, tốt hơn rất là nhiều. Con cảm ơn câu chuyện của chú và chúc cho chú sẽ có thật nhiều sức khỏe để mà có thể cân bằng giữa các bà vợ và những đứa con của mình của chú nhé. Vâng ạ, thế tôi cảm ơn. Ở tuổi xưa nay hiếm ngoài 70, nhưng chú Chuốt vẫn duy trì được phong độ trai tráng ổn định nhờ Trường Xuân Vương. Ông vẫn thường xuyên cùng bạn bè chơi cờ, uống nước, đàm đạo chính sự. Tôi là bạn của ông Chuốt, anh em chờ nhau mấy chục năm rồi. Thì mọi người vừa rồi cứ đồn đoán là có cái ông mà 11 vợ, 30 người con mà bây giờ vẫn rất là phong độ. Mấy hôm vừa rồi thì tôi cũng qua nhà chơi, hỏi xem là ông bạn mình có cái bí quyết gì hay là ăn cái gì, uống cái gì mà lại thần thánh như thế. Thì đến thì anh em vẫn bình thường, vẫn nhìn nhau trong mấy chục năm, con người vẫn nhỏ thó thế, chả có cái gì cường tráng cả. Thế nhưng tôi nghĩ có điều này, mọi người cứ đồn đoán gì thì đồn đoán, nhưng mà đến cái tuổi già không cưỡng được, cả cơ quan đoàn thể rồi nó phải lão hóa đi, ai mà có thể sống sức mạnh như thanh niên được. Đấy. Thì thôi thì mỗi người cũng đều có bí quyết và có cái cách để giữ gìn sức khỏe, nhưng thì gì khi đã đến tuổi là phải chỉnh đốn lại cơ thể cách tập luyện hay thuốc thang, có thế thôi chứ có cũng phải cái gì bảo là thần thánh đâu. Đối với đồng chí Chuốt thì tôi cũng rất là khâm phục. Với 11 bà vợ và 28 người con, không ai cũng có thể làm được như đồng chí. Đối với lứa tuổi tôi ấy, thì sức khỏe bây giờ nó cũng giảm sút rất nhiều, vì vậy chúng ta cần phải điều chỉnh chế độ ăn uống và luyện tập một cách hợp lý để nâng cao thể lực và ngoài ra cũng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Quả thật vậy, ở tuổi 70, ông Chuốt vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc bên những bà vợ. Mặc cho sự đàm tiếu khen chê của người đời, ông quan niệm miễn là mình hạnh phúc và không ảnh hưởng đến người khác, đôi lúc đó chính là cuộc đời trọn vẹn. Với sự đồng hành của Trường Xuân Vương, ông như được tiếp thêm lửa tinh thần, khỏe mạnh, sung mãn và hạnh phúc hơn trong chuyện chăn gối. Đầu tiên là sử dụng cái sản phẩm Trường Xuân Vương này của bác sĩ lương y Nguyễn Hữu Trọng, tôi thấy là rất đảm bảo. Đầu tiên là phải cảm ơn ông ấy, vì là cái số của tôi là phải nói là cái số nó phải có nhiều vợ. Thế về vấn đề về cái tâm và cái sinh lý thì không thể đáp ứng được, thì tôi cũng đã nghiên cứu rất là nhiều, nhưng mà các loại thuốc tôi uống rất nhiều, nhưng mà từ khi mà tôi sử dụng cái Trường Xuân Vương này của Nguyễn Hữu Trọng, tôi thấy là rất đảm bảo. Coi như là trước đây cũng hơi đau lưng, hơi mỏi gối, đau khớp, như từ lúc sử dụng nó đã đến là tôi thấy rằng là này giờ là tôi cũng hết. Để về tâm và sinh lý thì tôi cũng không phải là tôi nói là tốt, thì các bà vợ tôi mới hỏi rằng là anh uống cái sử dụng cái gì đây, anh uống cái thuốc gì mà nó khỏe như thế. Thì tôi vẫn sử dụng cái Trường Xuân Vương của ông, của nữ y Nguyễn Hữu Trọng. Thế cho nên là bây giờ là nhiều vợ thì các cô cũng đã biết rồi, thế tôi phải sử dụng cái đấy chứ không có sao, cái đấy là dược thảo chứ không phải là thuốc tây, cho nên là rất tốt. Thế thì tôi cũng khuyến cáo ra tất cả các anh em nào một vợ và một chồng, nếu mà tâm và sinh lý về cái chuyện chăn gối mà không đáp ứng được cho vợ thì tôi cũng nên là
khuyên là nên mua cái dược liệu Trường Xuân Vương này để mà sử dụng, thì cũng là để đảm bảo cho vấn đề về cái hạnh phúc. Vì người ta nói là yêu nhau thì về vấn đề về sinh lý, nhưng mà quý nhau về đồng tiền. Mà các ông có vợ dù là đẹp đến mấy chăng nữa hoặc là xấu đến mấy chăng nữa, nhưng mà ông không đáp ứng được vấn đề sinh lý cho người ta thì người ta cũng phải đi. Thế nên đấy, tôi khuyên anh em này cố gắng là dùng cái sử dụng cái sản phẩm Trường Xuân Vương là rất tốt. Thế là theo tôi. Viên uống Trường Xuân Vương là sản phẩm được phát triển từ bài thuốc của lương y Nguyễn Hữu Trọng với thành phần 100% dược liệu tự nhiên như dâm dương hoắc, ba kích, câu kỳ tử, thỏ ti tử, có tác dụng nâng cao sức khỏe nam giới, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý nam một cách bền vững. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và chậm quá trình mãn dục nam vô cùng hiệu quả. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.